Vũ Hồng xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ review cho cô chú anh chị bạn xem một căn nhà nằm gần dòng xây Phú Lâm, nằm ở hẻm 424 mới và 426 cũ, đường Nguyễn Văn Luông, phường 12 quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình có diện tích đất được công nhận là 55m, ngang là gần 10m và chiều sâu vô là 5m rưỡi. Nhà có kết cấu một trệt một lầu đúc kiên cố luôn, và có cái ban công lớn ở ngoài xung quanh căn nhà là được 1m luôn, đúc bê tông cốt thép luôn ha. Chủ nhà bán rất là rẻ luôn. Căn nhà hơi cũ nhưng mình mới sửa lại, sơn lại thì nó sẽ đẹp lại thôi. Giá là 2.590 triệu ha, 2.590 triệu thôi. Giá là giá chốt luôn nha cô chú anh chị. Diện tích là 55m² ở quận 6, phường 12, quận 6 này, nằm gần cách dòng xây Phú Lâm này khoảng chừng 50m thôi. Rồi bây giờ Vũ Hồng review lại đó cho cô chú anh chị bạn xem nha. Cái đường đi này là đường Nguyễn Văn Luông nè. Đó, đường Nguyễn Văn Luông. Mình sẽ đi thẳng qua bên kia là gặp đường Hậu Giang ha. Còn cái hẻm 424 là nó nằm bên trái. Mình chạy xuôi chiều này mình quay đầu lại chút xíu mới tới cô chú anh chị. Đối diện với cái chỗ siêu thị Kangaroo nè, chỗ này đi vô nè, nhưng mà mình phải quay đầu lại nha cô chú anh chị. Đó, đi tới cái chỗ quay đầu tiên là mình sẽ quay đầu lại ha. Đó, đối diện ngân hàng VIP Bank nè, mình sẽ quay đầu lại. Đó, mình quay đầu lại ha, để mình đi vô nhà nha. Thì dòng xây Phú Lâm nằm phía trước nhà mình đó cô chú anh chị. Thì đây nè, ngay chỗ này nè, ngay chỗ bò bít tết thì mình quẹo vô hẻm 424 cũ nè, hẻm mới nè ha. Hẻm này là hẻm 426 cũ và hẻm 424 mới ha. Mình review giờ vào cho cô chú gì bạn xem nha. Đi thẳng luôn nha cô chú anh chị, thẳng hoài luôn, qua cái miếu mình rẽ trái vô là tới. Rồi mình rẽ trái nha, tiệm tạp hóa này mình rẽ trái vô. Hẻm này rộng nha cô chú anh chị. Rồi căn này là 2.590 ha. Rồi đây tới nhà rồi, vô tới nhà rồi. Rẽ trái là vô nhà. Cô chú chị bạn xem căn nhà này nó cũng cũ mà nó nằm trong hẻm. Đó, giá thì nó cũng mềm ha. Diện tích đất được công nhận gần 55m lận. Đó, chiều ngang của nó xem ở ngang 5m rưỡi dài 10 á là 55m á. À, ngang sâu vô 5m rưỡi, ngang qua là 10m, và phía trước là nó được khoảng gần 7m, khoảng 7m, còn phía sau nó nở hậu ra là 10m. Đó. Rồi căn này là chủ kêu bán giá là 2.590 triệu nha, giá chốt bán luôn nha cô chú anh chị. Đó, nhà này cũ mua về ở thì sửa lại cái mới ở nha cô chú anh chị. Hẻm cũ là 424, hẻm mới là hẻm cũ là 426, hẻm mới là 424 ha. Đường Nguyễn Văn Luông. Phường ở đây là phường 12 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha. Đó, mình đi đến cuối hẻm này. Đó, căn nhà này mình rẽ trái vô cái hẻm nhỏ một chút nha. Nó vô trong này thì hẻm nó nhỏ một chút xíu sau lưng căn nhà mặt tiền này. Đó, mình đi vô ha. Đi vô nhà ha. Phòng này người ta cũng hớt tường cao rồi, sạch sẽ, hẻm thì sạch sẽ cao ráo. Đó, vô đây nhà mình nằm ở trong nè. Đó, căn này nè cô chú anh chị. Đó, nhà này nè ha, một trệt với một lầu nha cô chú anh chị. Chiều ngang qua cái cảnh cửa chính này là gần 5m, đây qua đó là gần 5m, còn bên kia một cái cửa phụ nữa 2m nữa là 7m ha. Chiều sâu vô 5m mấy, gần 6m, và cạnh đuôi ngang qua là 10m nha. Đó, còn hẻm trước nhà mình đây. Đó, hẻm trước nhà thì khoảng 2m rưỡi đến 3m thôi. Thì nhà mình đúc bôi bê tông cốt thép thì cái ban công đúc ra ngoài nè cô chú chị bạn nhìn ha. Đó, ngoài đúc nè.
Rồi đây cửa sắt chiều ngang đây qua đây là khoảng 5 mét. Đó, bên đây còn thêm cái cửa nhà mình nữa nè. Ở đây cũng phải gần 2 mét ha. Cửa này vô nhà mình luôn ha. Đó, nhưng mà mình khuyết cho vậy nè. Phía ngoài đây ha, phía trước này ha, là mình đúc bo vòng qua vậy luôn nha cô chú anh chị, đúc bo vòng theo vậy luôn ha. Đó, đúc bo vòng qua luôn. Cái này là của mình ha, phần này là của mình nha. Dài qua tới bên đây là khoảng 7 mét, tới miếng đó là khoảng 7 mét. Còn sâu vô là 5 mét mấy á. Tổng cộng là 55 mét đó, cô chú anh chị. À, ở đây là đúc bê tông cốt thép nè, cô chú anh chị nhìn nè ha. À. Rồi giá Vũ Hồng nói rồi ha. Rồi địa chỉ mới, số mới nhà mình nè. Hả? Là 2424-23-18 ha. 424-23-18. Số cũ là 4 hẻm này là hẻm 426. À, đây là sổ nhà mình, cái sổ của nhà mình đây ha. Cái sổ của nhà mình đây nè. Từ đây qua nè. À, từ đây qua đây là 5 mét, chiều sâu vô này 5 mét mấy. Còn đây qua đây là 2 mét, còn này qua đây là 10 mét ha. Đây là hơn chút xíu, hơn 10 mét. Thì tổng cộng là được công nhận là 55 mét đó cô chú anh chị. 54 mét đó. Đây. Đó. Của mình là được tổng cộng là được 54 mét ha. Này 10 ký rưỡi đúng không? Rồi. Đó, đúc bê tông cốt thép đó cô chú anh chị. Đó, nhà đúc nè ha. Đó. Nhà đúc bê tông cốt thép hết luôn nha cô chú anh chị. Dạ sao anh? Rồi. Sâu vô đây nữa nha, khuất vô đây nữa nha cô chú anh chị. Rồi qua đây, khuất vô trong đây luôn. À, cửa phụ nè. À, dài qua đây luôn ha. Vô sâu vô trong đây luôn nha. À, dài vô trong đây luôn ha. À, dài lúc trong đây luôn. Nó dài vô trong đó luôn ha. Nó qua đây. Qua đây hai cái nhà vệ sinh, bên đây có hai nhà vệ sinh. Hai nhà vệ sinh nằm bên đây ha. Rồi. Đó, nhà mình đây ha. Mình đi lên lầu nha cô chú anh chị. Nhà không hơi cũ rồi nha. Chị Thanh cho em lên lầu cái gì Thanh? Rồi họ than đúc này bằng đá mài ha, bằng đá mài ha. À, ở đây bê tông cốt thép này có cái đà này. Rồi. Rồi đây là cái phòng, hay có một cái phòng, phòng này có ai trong không? Mở chưa, mở được không? Rồi ở trên ha, quay trên cho cô chú chị bạn xem này cái phòng này. Rồi. Rồi ở đây phía trước. Đây cái ban công hồi nãy chú Hồng quay cho cô chú chị bạn thấy đúc thật cả ha. Đây ha. Rồi xây vòng, ban công này xây vòng qua đây luôn. Vòng qua đây luôn ha. Vòng qua nè, làm chỗ giặt đồ luôn ha. Rồi. Vòng vô đây. Ở trên cái xino này đúc thiệt luôn nha. Cái xino trên này là đúc thiệt luôn nha cô chú chị. Đúc vòng qua đây luôn. À, nút vòng qua đây luôn ha. Rồi. Rồi đi xuống dưới. Cái này là đúc thiệt đúng không hả? Đúc thiệt, đúc bê tông cốt thép luôn nha. Bên đây là cái gì mình không có xài hả? Không có lồng luôn, đúc lồng luôn. Vòng bên đây đúc luôn không? Đây cái nhà vệ sinh trên lầu nè. Đó, nhà vệ sinh trên lầu nè ha. À, đây vòng qua đây. Đó, cái phần qua đây. Đây thêm hai phòng nữa nè. Hai phòng nữa nè ha.
hai phòng ha, đúc luôn nha cô chú anh chị. Ở đây một phòng nữa ha. Rồi giá là 2.590 nha cô chú anh chị. Bạn nào quan tâm thì liên lạc với Hồng qua kênh Nhà Đất Sài Thành với số điện thoại 0933797979 ha. Nhà này đúc rất là kiên cố luôn. Rồi mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha cô chú anh chị. Rồi cô Hiểu Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết clip review nhà này nha. Nhiêu cái? 8.092. Nhiêu cái này mấy cái? 3, 2, 3, 3, 3. Rồi Vũ Hồng xin chào ha, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những video lần sau nha.